Xin chào mọi người nhé, chào mừng mọi người đến với sản phẩm Smart Home. Thì hôm nay Smart Home giới thiệu với mọi người về một cái bộ khóa cửa điện tử kết hợp với giày FID và vân tay. Thì ở đây là một bộ khóa, nó có cái kèm chìa này, chìa đằng trước và chìa đằng sau nhé. Mọi người có thể về lắp thêm chìa đằng sau nhé. Đấy, thì phụ kiện của nó là đây, ở trong nó có thêm chìa này, là mình có thể mở cửa được cả đằng trước đằng sau. Đấy, ở đây thì bộ khóa này thì mình có chức năng thêm cả RFID này, đầu cảm biến đóng cửa này, dựa trên cái đầu này. Đấy, thì cửa được đóng thì chốt sẽ được tự động kéo ra. Thì mình đang kết hợp nó với một cái bộ RFID loại có vân tay nữa. Đấy, cảm biến vân tay này và nguồn UPS, nguồn pin dự phòng, nút exit, tức là cái nút này mình dùng để mở cửa trong không cần thẻ. Mình có thể đấu thêm vào cái nút nhấn này, mình cắt cái nút nhấn này đi, sau đấy mình đấu vào những cái nút exit mà mình cần. Ở đây mình có ba loại, loại này thì nó rất là đẹp, có đèn cảm ứng này, sờ nước vào không được gì này. Loại này là nút exit thường công tắc thôi, còn loại này cũng là một loại nút có cảm ứng này. Đấy, thì có ba loại, bên mình có ba loại để cho các bạn lựa chọn. Ở đây thì do sử dụng hai cái bộ khóa cửa nên mình sử dụng một cái nguồn adapter là 12V 4A. Đấy, đồng thời là dùng một cái UPS có pin dự phòng và mạch chuyển nguồn bên trong. Đấy, hai bộ này thì mình sẽ sử dụng hai thẻ master card. Ở đây thì một bộ này thì nó sẽ có một thẻ update và một thẻ xóa, còn bộ này thì nó chỉ cần một thẻ update thôi. Đây, hai thẻ thành viên. Bây giờ mình sẽ test cho bạn về chức năng nhé. Bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho bộ UPS này là cấp 12V này. Đấy, ở đây mình sẽ cấp nguồn cho vào 220 vào này. Cấp nguồn 220 vào, sau đấy là nguồn của UPS thì cấp vào chân của cả hai nguồn. Đấy, thì khi mà có nguồn thì cả hai bộ đều có đèn báo này. Đấy, bây giờ để cái cửa này nó hoạt động được thì các bạn phải cho nó thò chốt ra bằng cách đặt cái nam châm vào đây. Đấy, khi mà cửa bị kẹt thì nó sẽ tự động rút vào. Đấy, đây mình cầm một tay nó hơi khó. Đấy, khi mà cửa đã ok rồi thì mình có thể bỏ này ra. Đấy, chốt đang lòi ra thì mình có thể sử dụng nút exit là mình đấu vào, hoặc là mình dùng nhấn như này, mình nhấn cái thì nó sẽ tụt vào. Đấy, tiếp đến là đóng cửa vào này. Cơ chế khóa này thì nó dùng động cơ bước để đưa khóa ra và đưa khóa vào. Ở đây mình có hai thẻ, một thẻ đã học lệnh và một thẻ chưa học lệnh. Mình qua thứ này. Đấy, thẻ chưa học lệnh này thì đều không mở được nhé. Đấy, đối với thẻ học rồi này thì sẽ mở được này. Đấy, bây giờ mình lại đóng lại. Đấy, còi kêu 2 tiếng, tức là cửa đã báo hiệu là đã đóng cửa thành công. Tiếp đến mình quẹt vào đây. Đấy, thì đồng thời khóa cùng rút lại. Tức là chức năng của cái thẻ này có thể mở được cả bộ vân tay và bộ này. Đấy, đây mình lấy lại này. Tiếp đến là mình sẽ sử dụng chức năng vân tay mà mình đã học từ trước. Đây, bộ này thì vân tay các bạn cần để xác định nhận một lâu một chút nhé. Nhiều người cứ đặt vào cái như này cái lấy ra luôn thì nó sẽ không bắt được. Mình để lâu một tí này. Đấy. Ngón tay này chưa học. Đấy, khi mà ngón tay vào đúng ngón tay học rồi thì nó rất là nhạy. Đấy, lại một lần nữa này. Ngón này nhé. Đấy, khi mà nhận được thì nó rất là nhạy.
Ok. Nói chung là tay của mình thì nó sẽ không được ướt, không được ẩm cao. Bây giờ mình sẽ dùng cái thẻ này để update cho bộ này, và cái thẻ này để dùng để update cho bộ này. Đấy. Đây là đối với thẻ không học được nhá. Đấy, bây giờ đang không có chức năng này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ update này. Update đèn báo, mình sẽ quẹt thẻ này vào. Ok, học thành công. Thoát. Tiếp đến là bộ này. Đấy, nó kêu mình cũng sẽ học. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ thử quẹt. Đấy. Tiếp đến, cửa đóng lại. Mở bên này. Ok. Tiếp đến mình sẽ học vân tay. Giờ thì học ngón cái này đi. Đây, ngón cái này đang không được nha. Đây, đóng ở đây này. Ngón cái này đi. Không được. Ok, bây giờ mình sẽ update vân tay này. 3 lần. 2 3. Ok, thoát chế độ vân tay. Thử vân tay này. Đấy. Ok. Đấy. Đây thì vừa rồi mình vừa mới giới thiệu với các bạn về cái bộ khóa vân tay. Các bạn quan tâm thì có thể inbox hoặc liên hệ với sản phẩm Smart Home. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.